Thì trong cái channel này đó thì Jimmy luôn tìm mọi cách để làm sao cho quý anh chị và các bạn có thể đầu tư một cách thông minh. Thì trong những ngày vừa qua khi mà Dogecoin mà lên tới 12 cent và 13 cent thì có nhiều người hỏi Jimmy đó là Jimmy ơi hiện tại đó cái Dogecoin này có nên bán ra hay không hay giữ lại. Thì để trả lời câu hỏi này cho quý anh chị đó thì Jimmy muốn nhấn mạnh một điều là đối với bản thân Jimmy và Team Spot Brother thì Jimmy sẽ không bán ra Dogecoin. Đến khi nào mà Dogecoin lên tới khoảng chừng 10 đô la thì lúc đó Jimmy sẽ suy nghĩ sâu và coi cái tình hình hiện tại vào thời điểm đó như thế nào thì lúc đó Jimmy sẽ make những cái decision nên bán ít hay là bán nhiều hay là bán như thế nào thì cái phần đó thì sẽ bán sau. Nhưng mà at least khi mà Jimmy đã xác định khi thấy được tầm nhìn của thằng Dogecoin và thấy được cái tương lai nó sẽ trở thành cái đồng tiền trên thế giới này thì Jimmy thấy được cái vision đó và Jimmy sẽ quyết định đầu tư vào cái phần Dogecoin và Jimmy sẽ không bán for at least 5 to 7 years ok thì cái đó là quan điểm của Jimmy thì bây giờ để trả lời câu hỏi cho quý anh chị cái đồng tiền Dogecoin này bây giờ lên tới cái 12, 13 cent thấy nó ghiền quá không biết có nên bán ra hay không thì á chị hiểu được cái tâm trạng cũng như là tâm lý của quý anh chị tại vì mình đầu tư vào khoảng chừng 4 sen 5 sen thì bây giờ đó mình lên được khoảng chừng 10 sen thậm chí 12 sen và 13 sen thì mình rất là giống như là nôn nóng và mình rất là thấy được cái lợi nhuận trước mắt thì có nhiều người đó là họ muốn bán ra một phần nào đó hay là bán ra hết để, để làm gì để họ có thể dùng cái số tiền đó tuy có thể là chim mày nói rất là nhiều lần là đừng có bán Đừng có bán ra và nghĩ tới cái long term Cái tiền năng của cái đồng tiền này Đừng có vì những cái đồng tiền nhỏ trước mắt Và bỏ qua những cái lợi nhuận rất là nhiều sau này đó Nhưng mà Jimmy sẽ biết được sẽ có rất là nhiều người Rất là tempted Và sẽ làm trái ngược lại Nhưng mà Jimmy muốn nói với quên chị như thế này Cái sự quyết định là do quên chị Nhưng mà quên chị biết đó là Và Jimmy hiểu được Cái cảm giác là khi mà mình có được nhiều tiền trong tay và mình mua từ 4 cent 5 cent và bây giờ thấy nó lên cao quá 12 13 cent thì thứ nhất là mình muốn bán ra một phần nào đó hay là bán hết để mình mua những cái cổ phiếu hiện tại ngay bây giờ nó đang drop. Đó. Thứ hai, mình có thể bán ra một phần nào đó hay là bán hết để mua những cái đồng coin khác mà thấy bây giờ nó đang rất là hot và với cái giá rẻ. Thì cái điều đó chứ mày hiểu được. Tại vì trước đây thực sự ra chứ mày cũng giống như là đã trải qua những cái giai đoạn đó rồi nhưng mà thực sự ra khi mà mình đã xác định được một cái đồng tiền Dogecoin nó là một đồng tiền rất là powerful, rất là kinh khủng trong thời gian sắp tới thì nếu quý anh chị thấy được cái vision đó thì không nên bán ra um, trước mắt. Thì quý anh chị biết đó là có nhiều người đó là họ uh, make cái decision hiện tại họ bán ra và họ bỏ lỡ đi một cái cơ hội rất là tiền năng trong tương lai và kiếm được lợi nhuận rất là nhiều. Và chim mày cũng đã nói cái video trước đây là sau này mà mình đã bán ra rồi sau này mình mua lại với cái giá mà cao hơn 15 cent, 18 cent, 20 cent thì mình rất là khó để à, mua vào. Và có nhiều quên chị có thể nói à Jimmy ơi bây giờ nó lên cao quá 12 13 cent thì chắc có thể là thôi mình bán ra chút đi để họ nó xuống lại chừng 8 cent, 10 cent thì có thể nó sẽ xuống. Jimmy thực sự ra đó có hai giả sử nó sẽ xảy ra. Một là Dogecoin nó có thể lên 15 cent, 20 cent và nó có thể không rớt lại, không rớt xuống nữa. Hoặc DOSCO nó có thể gớt xuống 10 sen hoặc là thậm chí 8 sen và 7 sen. Thì nếu quý anh chị nào, BG mới nói đó, nếu quý anh chị nào mà hiện tại ngay bây giờ mà thấy cái DOSCO nó khoảng chừng 12, 13 sen và giả sử nha, nếu quý anh chị có ý định muốn bán ra và quý anh chị cảm nhận được mình đã lời đủ rồi đó, có thể bán ra. Tại vì cái cái tiền là của quý anh chị, decision là của của quý anh chị đó là một. Thứ hai nếu mà quý anh chị make, make a decision đó, giữ lại cái Dogecoin với cái thị trường ngay bây giờ 12, 13 cent đó Nếu quý anh chị make a decision giữ lại đó Thì quý anh chị đó, nếu mà ngày mai, ngày mốt hoặc là tuần sau Mà cái đầu tiền Dogecoin nó giảm mạnh xuống dưới Có nghĩa là nó pull back đó Xuống khoảng còn 8 cent, 9 cent Thì cái câu hỏi đặt ra cho quý anh chị là quý anh chị có ok hay không Quý anh chị có feel good hay không đó, đối với Jimmy đó thì Jimmy cảm thấy rất là nhẹ nhàng tại vì Jimmy expect là có thể cái dose con nó sẽ lên 15 cent hay là 20 cent và thậm chí cao hơn khi mà con base nó bỏ dose con vào khi mà Elon Musk tweet về dose con nữa và nhiều người tham gia vào cái phần dose con có thể sẽ lên nhưng mà Jimmy cũng expect dose con nó có thể rớt xuống khoảng chừng 8 cent hoặc là 7 sen giả sử thì đối với Jimmy nó không thể vấn đề tại vì Jimmy đầu tư lâu dài 5 năm 10 năm và thấy được cái tương lai của dose con nó sẽ lên một đô và nhiều hơn cho nên không có lý do gì mà Jimmy không có cái sinh cả Thì á, nếu quý anh chị, chị mày nhấn mạnh nè Nếu quý anh chị mà cảm nhận Mà nếu mà tuần sau Tháng sau Hay là ngày sau Mà nếu đốt con từ 13 cent, 12 cent Nó gớt xuống khoảng chừng 7, 8 cent Hay là 10 cent Quý anh chị cảm thấy tiếc quá mày ơi Bây giờ mất tiền biết trước là bán rồi Thì nếu quý anh chị có cái cảm giác như vậy đó Thì quý anh chị nên bán tại vì sao? tại vì đối với anh chị có thể là hiện tại ngay bây giờ là đã thắng đủ rồi, hay là cái tầm nhìn của của anh, anh chị về cái phần Dogecoin chưa có đủ xa cho máy để thấy được cái tiềm năng kinh khủng của thằng Dogecoin. thì hãy nên bán ngay bây giờ. Tại vì không sớm không muộn gì, quý anh chị sẽ không có đủ cái patience, cái kiên nhẫn và cái trì hoãn cho cho sự thành công lớn trong tương lai thì không sớm không muộn gì quý anh chị cũng sẽ bán thôi. đó nghe người này nói người kia nói xong rồi cuối cùng cũng bán thôi. cho nên cái mà chị mình muốn nói như như thế này nè nếu anh chị um, biết được đó là đôi khi anh chị thấy có nhiều người họ làm rất là nhiều tiền nhưng mà uh, ngày này qua ngày kia xong rồi họ kiếm được tiền xong bắt đầu họ xài mua xe mua 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 shopping mua này mua nọ xong cuối cùng đến cuối tháng họ không còn giữ tiền nào cả đó nhưng mà lại có nhiều người cái sự giàu có họ càng ngày càng giàu lên là họ không có giống như là xài những cái tiền nhiều quá nhưng mà họ tiết kiệm họ dùng những cái đó để đầu tư và họ trì hoãn cái sự thành công của họ để đầu tư cho tương lai của họ đó thì cái mà chị mình muốn nói ở đây là cái delay gratification sometimes khi mà mình muốn thấy được cái lợi nhuận ngay bây giờ mà mình muốn dùng nó mình muốn xài nó nhưng mà quên chị nếu có thể trì hoãn lại cái sự thành công của mình và đầu tư cho tương lai vài patient kiên nhẫn cho tương lai và thấy được cái vision đó thì cái sự thành công của quý anh chị càng lâu càng dài nó sẽ càng bự hơn rất là nhiều thì lúc nào khi mà đã nói đến đầu đã nói đến đầu tư đó là phải phải thấy được tầm nhìn cho tương lai đó và phải thấy được cái dose code nó sẽ đi về đâu thì cái người mà càng patient người mà càng trì hoãn cho cái sự thành công thì sau này cái người đó thì càng kiếm nhiều tiền hơn đó thì đây là cái lời khuyên của jimmy đó và đây là những cái điều mà jimmy nói được và làm được đó thì jimmy muốn chia sẻ lại những cái thông điệp này cho quý anh chị nhưng mà cái sự quyết định giữ hay không giữ là do quên chị mà thôi ok good luck và hãy nhớ đầu tư thông minh